Rồi, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho làm bài số 19. Thì cái bài này á, nó cũng là một bài cơ bản, không phải là bài phức tạp. Thì bây giờ mình sẽ xem xét coi bài này mình giải cơ bản hay là phải đặt ẩn số hay là phải biện luận. Thì bây giờ muốn xác định là bài này biện luận hay là bình thường, thì mình sẽ nhìn ở đây câu hỏi trước, tính thành phần phần trăm khối lượng. Nếu mà tính thành phần phần trăm khối lượng thì phải tính khối lượng, mà muốn tính khối lượng thì phải tính số mol ha. Muốn tính phần trăm khối lượng thì phải tính khối lượng, mà muốn tính khối lượng thì phải có số mol. Như ở đây thì mình tính hai chất thì nó phải có hai ẩn số, hai ẩn số này tương ứng với hai số, được ha, tương ứng với hai số này. Như vậy mình sẽ có hệ hai phương trình. Vậy bài toán này rơi vào bài toán cơ bản ha. Thì đầu tiên mình sẽ đặt Fe là A mol, FeO là B mol, được ha. Thì ở đây mình sẽ có 56E, còn FeO là 72B. Vậy phương trình đầu tiên cô sẽ có 56E cộng 72B sẽ bằng 27,2. Rồi sau đó mình viết phương trình. Thì ở đây sẽ nhanh gọn hơn, mình không viết toàn bộ phương trình mà mình chỉ viết bán thôi. Nó ra FeSO4 và FeO cũng cộng với H2SO4. Ở đây nhớ là H2O4 loãng cho nên ra FeSO4 luôn. Như vậy chỗ này số mol của Fe là A, số mol Fe là O là B. Như vậy qua FeSO4 là A và B. Rồi, như vậy cô sẽ có số mol FeSO4 là bằng A cộng B. Rồi ha. Và FeSO4 này mình tính số mol ở đâu? Thì mình sẽ lấy từ ép muối ngập nước sắt 2 sunfat ngập 7 lần nước. Nó sẽ ra là FeSO4 cộng 7 lần nước. Tính giùm cô số mol của FeSO4 ngập 7 lần nước đi. 111,2 chia. Chia giùm cô ra nhiêu? Chỗ này là 278 ha. Thì bằng 0,4. Như vậy chuyển qua đây là 0,4. Như vậy A cộng B bằng 0,4. Thành ra cô có hệ hai phương trình. Vậy thì cô sẽ giải ra được A và B. Được ha? Vậy A và B bằng 3. Quánh đi AB bằng nhiêu vậy? Đạt ra nhiêu đạt? Dạ. AB bằng nhiêu con? Dạ B là không, ủa A là không có một cô. B bằng nhiêu? Dạ B là không phẩy ba. Rồi, A là bằng 0,1, B là bằng 0,3 đúng không? Như vậy cô có A là 0,1, B là 0,3. Có AB mình sẽ tính được MFE. Có MFE thì mình sẽ tính được phần trăm MFE. Thì như đáp số ha là 20,59%. Kịp không? Rồi, bài này mình cũng xem câu hỏi trước để mình xem bài này nó có rơi vào bài toán biện luận hay không. Bài này là tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Thì muốn tính phần trăm theo khối lượng thì mình phải tính M. Muốn có M phải có số, số mol ha. Thì bài này có hai ẩn số. Như vậy hai phương trình. Ở đây có một số là một phương trình. Ở đây có một số là hai phương trình ha. Như vậy bài toán này giải bình thường.
Mình sẽ tóm tắt là 10 game hỗn hợp gồm có Fe và Fe2O3. Cô đặt là A và B. Như vậy cô sẽ có 56A cộng 160B bằng 10. Ở đây qua tác dụng với HCl thì chỉ có Fe tác dụng và Fe tác dụng với HCl là ra muối sắt 2 và ra khí hydro. Còn Fe2O3 tác dụng với lại HCl thì sẽ cho ra FeCl3, nhưng mà lại cộng với nước. Thành ra ở đây khí hydro ở đây chỉ có A mà thôi. Vậy cô tính được NHydro bằng A bằng 1,12 chia 22,4 bằng 0,05 mol. Phương trình số 2 ha. Vậy cô sẽ giải ra được A và B bằng bao nhiêu? Rồi quánh máy tính giùm cô nha. Rồi bây giờ hướng dẫn bấm máy tính nha. Ở đây mình có hai ẩn số, hai phương trình nè. Cô sẽ có 56A cộng 160B bằng 10 và A là 0,05. Ở đây không có B cho nên mình bấm nó là số 0. Sau khi mình bấm xong thì nó sẽ ra A bằng 0,05, B bằng 0,045. Sau đó mình tính MFE. Có MFE mình tính phần trăm khối lượng Fe thì ra đáp số. Bài này là ngâm lá kim loại nặng 50 g. 50 g trong HCl thu được 336 ml khí. Khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Mục tiêu của bài này là xác định tên kim loại. Được ha? Nhưng mà mình phân tích đề một tí xíu. Kim loại này tác dụng với HCl, cho nên là kim loại này nó phải đứng trước hydro. Thành ra phân tích đề nó sẽ có hữu dụng khi mình làm bài tập trắc nghiệm. Kim loại này chắc chắn đứng trước hydro ha. Khối lượng kim loại giảm chính là khối lượng phản ứng. Được ha? Rồi bây giờ mình nhìn tiếp. Bài này kim loại này nó không cho biết hóa trị. Như vậy hóa trị là một ẩn số. Muốn tìm em kim loại là gì thì phải tìm được M lớn. Mà muốn có M lớn thì phải có số mol. Được ha? Sơ sơ nó sẽ có 3 ẩn số. Được chưa? Mà chỗ này nó có hai số thôi. Một số nè, hai số nè. Vậy bài này nó sẽ rơi vào bài toán biệt luận. Được ha? Để giải quyết bài này mình sẽ tìm M phản ứng trước. M phản ứng nó sẽ bằng 50 nhân, bởi vì kim loại giảm 1,68% thì tức là nó chỉ có phản ứng 1,68% của 50 thôi. Như vậy cô lấy 50 nhân 1,68 chia cho 100 bằng 0,84 gam. Được ha? Rồi sau đó cô lấy kim loại cộng HCl. Thì mình không biết nó là hóa trị bao nhiêu, cho nên mình cân bằng nó là N trên 2. Số mol mình đặt là E. Như vậy NE trên 2. Được ha? Thấy rõ ba ẩn số chưa? Một ẩn số, hai ẩn số, ba ẩn số. Rồi, cô sẽ tính được M lớn nhân cho E là bằng 0,84. Số mol hydro bằng 0,336 chia 22,4 thì bằng 0,015. Như vậy cô sẽ có NE bằng 0,03. 1 và 2 ha. Cô sẽ lấy 1 chia cho 2. Sẽ bằng ME chia NE. ME chia NE có nghĩa là bằng M chia N. N là hóa trị ha. Bằng 0,84 chia 0,03 bằng bao nhiêu đây? Như vậy M chia N bằng 28. Vậy thì cô sẽ có này ha. Mình nhân lên. M bằng 28N. Được chưa? Giờ tới đây mình sẽ biện luận NM. Thì thường á, nếu mà mình làm gọi là có phản xạ tốt á, thì 28 nó không có kim loại nào hết. M lớn này là của silic không phải.
N bằng 2 là 56. Mình nhìn đây là nó khớp nữa ha. 56 là Fe, cho nên mình chọn đó là Fe. Kết thúc. À, mình sẽ có ha. M chia cho N bằng 28. Như vậy cô sẽ có suy ra M bằng 28 nhân N. Sau đó mình cho N bằng 1 thì nó ra là 28, không có chọn. Bởi vì nó không có kim loại nào khối lượng bằng 28 hết á. Rồi sau đó mình cho N bằng 2 thì nó ra 56. 56 là trùng với Fe. Cho nên mình chọn nó là Fe. Rồi bây giờ yêu cầu của bài này là làm cái gì? Mình sẽ xem ha. Yêu cầu là xác định công thức của oxit sắt. Thì bây giờ sắt có công thức là gì? Sắt nó có công thức là Fe. Nó có nhiều ha, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Đại khái là mình không biết nó là cái gì. Thì mình sẽ gọi chung nó là FeXOY. Như vậy mục tiêu của mình đi tìm chữ X và chữ Y. Được ha? Và mình thêm một cái ẩn số nữa là số mol là E. Như vậy nó có 3 ẩn số. Tuy nhiên, bài này á, nó chỉ cần tìm tỷ lệ XY thôi. Thành ra là nó không cần tìm rõ ra là E bằng bao nhiêu. X là bằng rõ XY, không cần E bằng bao nhiêu. Cho nên ở đây có hai ẩn số chính là chỉ X và Y thôi. Thì mình nhìn vô cái bài này nó có mấy số? Một số, hai số. Vậy bài này là bình thường, không có biện luận ha. Rồi mình sẽ làm nè. FEXOY cô cộng với CO thì nó sẽ ra là Fe cộng với lại CO2. Phương trình nhiệt luyện ha. Y đặt này là E. Như vậy cô sẽ có M nhỏ bằng 56E cộng 16Y bằng 16 ha. 56 là khối lượng phân tử lượng của nguyên tử lượng của Fe. 16 là nguyên tử lượng của oxy cho nên mình ra 16. Rồi bây giờ khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam. Thì mình nhìn thấy nè, chất rắn ở đây là FeXOY. Sau khi phản ứng nó còn Fe. Vậy cái gì giảm? Thì trong này mình chỉ thấy có một cái mất đi thôi, là oxy thôi. Như vậy delta M giảm chính là MOC. Mà oxy ở đây là bằng 16 nhân cho Y bằng 4,8. Như vậy cô tìm được, xin lỗi nha, XE IE. Cô sẽ tìm được XE và IE bằng bao nhiêu. Sau khi tìm được XE và IE bằng bao nhiêu thì cô sẽ lập tỷ lệ X chia Y bằng XE chia IE. Thì mình sẽ ra được công thức. Sau khi mình bấm máy tính xong thì sẽ ra XA là 0,02, IE là 0,03. Như vậy mình thế vào đây thì sẽ ra tỷ lệ là 2,3. Vậy công thức của mình sẽ là Fe2O3. Được không? Như vậy chỗ này nó sẽ ra là, bấm nhầm ha, nó ra là 0,2, 0,3. Thì ra tỷ lệ 2 phần 3 cũng giống vậy. À, mình lại phân tích đề một chút. Bài này là tìm công thức phân tử của oxit sắt ha. Và khối lượng, có nghĩa là hai ý, một là tìm công thức và tìm khối lượng. Bây giờ muốn tìm công thức thì mình phải đặt công thức là FeXOY ha. Để mình tìm tỷ lệ XY. Như vậy nó có hai ẩn số, mình sẽ tìm hai phương trình. Ở đây là một ẩn số, ở đây là một ẩn số. Như vậy bài toán này hết sức bình thường. Cô cộng với CO thì ra Fe cộng CO2. Được ha? Thì X cân bằng, ở đây là FeX thì cân bằng X. OY thì chỗ này là Y thì cân bằng là Y. Được ha? Mình đặt số mol là E. Thì chỗ này là XE, chỗ này là IE. Như vậy
cô sẽ tính được số mol Fe là bằng XE bằng 16,8 chia cho 56 bằng số mol CO2 là bằng IE bằng 8,96 chia 22,4 bằng. Như vậy 16,8 mà chia cho 56 thì ra 0,03. Chỗ này ra 0,0. Xin lỗi, ra 0,4 thôi. Ở trên ra 0,3. Ở dưới ra 0,4 ha. Như vậy cô sẽ lập tỷ lệ X chia Y bằng XA chia IA là 0,3 chia 0,4 thì cô ra 3/4 bằng ha 3/4. Như vậy cô sẽ có công thức là Fe3O4. Rồi người ta hỏi là tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng. Thì có nhiều cách tính, tới lúc này thì nó dễ rồi. Giả sử mình có XE là bằng 0,3 là mình đã tính được rồi ha. Mà X mà mình tính ra được 3 rồi, vậy thì suy ra E là bằng 0,3 chia cho 3 thì ra 0,1 mol. Vậy cô tính được M Fe3O4 là 232 nhân cho 0,1 thì bằng 23,2 gam. Kịp không? Mình sẽ lại phân tích đề một lần nữa. Bài này là hãy xác định công thức của sắt clorua. Thì em biết rằng sắt clorua nó có sắt 2 và sắt 3. Nhưng mà mình không biết công thức này là công thức nào. Mình có thể có tính thành hai kiểu, lần cho nó sắt 2 rồi cho nó sắt 3 cũng được, mà nó hơi lâu tí. Nếu mà trắc nghiệm thì mình thử cũng được, không sao. Nhưng mà nếu mà mình làm tự luận thì nó cũng nhanh không đến nỗi nào. Thì mình sẽ đặt công thức là FeClN lần. Số mol là Amon ha. Như vậy mình nhìn thấy ở đây nó có một ẩn số, hai ẩn số, và bài này có hai ẩn số. Mình tìm nè. Một phương trình nè. Hai phương trình. Vậy bài này rơi vào bài bình thường ha. Rồi cô có FeClN lần tác dụng với AgNO3 thì cô sẽ ra được AgCl cân bằng N lần ha. Chỗ này là A và chỗ này là NA. Rồi cô sẽ có 56A cộng 35,5 NA bằng 3,25. Cô sẽ tính số mol kết tổ là AgCl bằng AgCl nó chỉ có NA thôi. Vậy chỗ này là NA bằng 8,61 chia bạc là 108, clo là 35,5. Như vậy nó là 143,5. Rồi bấm máy tính giùm cô ra bao nhiêu đi. Rồi mình tính được NA bằng 0,06. Thì mình sẽ giải hệ hai phương trình ra A bằng NA bằng 0,06. Vậy A bằng nhiều. Rồi A bằng 0,02. Vậy cô sẽ ra được N bằng NA chia A là bằng 0,06 chia 0,02 thì bằng 3 ha. Vậy công thức của mình sẽ ghép vô là FeCl3 là xong.